Hello, welcome back to my channel guys. Xin chào quý vị nha. Good morning. Hiện giờ là coi như là 7 giờ sáng quý vị ơi. Nhưng mà tại vì trời mưa thành ra là trời nó tối. Mưa tầm tã luôn, quý vị, mưa tầm tã luôn á. Không? Với cái mưa này đó nghe, mà nếu mà ở Việt Nam á nha anh chị, nếu mà ở Việt Nam á nghe, trong vòng có 15 phút đồng hồ thôi là nó ngập anh chị nửa bánh xe luôn á, nửa bánh xe. Mà cái chuyện mà coi như trời mưa nó ngập ở Việt Nam là cô chú anh chị không có còn lạ lẫm gì đây hết đúng không? À, nhưng mà không sao quý vị, nhưng mà không sao, tại vì chúng ta đang ở Mỹ thành ra là trời mưa nguyên ngày luôn. Mưa quý vị tưởng tượng ở thất xịt này á, nó nhiều mưa lắm. À, mùa hè này là nó mưa suốt hà, nó mưa nhiều khi ngày mưa 3-4 lần nữa đó, nó mưa qua nguyên ngày nguyên tháng luôn. À, nhưng mà không sao quý vị, không bao giờ ngập hết. Quý vị thấy ghê chưa, quý vị thấy xứ Mỹ của em chưa? Nào quý vị tưởng tượng trời mưa vậy nè, thì chỉ trong vòng đừng nói chi 15 phút 5 phút hồ là hơi là đường bên Việt Nam nó bắt đầu nó ngập rồi đó. Nhưng mà bỏ qua chuyện đó luôn đi. Cái quan trọng thứ hai nữa là gì nè, quý vị có thấy không, trời mưa như vậy nè, tức là gì, ở bên Mỹ không bao giờ phải lo thiếu nước hết quý vị. Đặc biệt cái Texas này không bao giờ phải lo bị thiếu nước. À, đây mà ấy vậy mà có một số người, quý vị, một số người bên Việt Nam đó nghe, họ nói vậy nè, trời nó nghe ở Mỹ tụi mày khát nước quá, khát nước quá trời đây. À, thì ở một khía cạnh nào đó em cũng khát nước quá quý vị ơi. Khát nước quá, khát, thèm khát đi Mỹ quá, thèm khát đi châu Âu quá, thèm khát ra nước ngoài quá. À, khát nước à, công nhận đó nghe, mắc cười quá, hết chuyện đó nghe. Nhưng mà chắc chắn là không có khát nước bằng thèm khát đi Mỹ rồi đó. À, cái đó là điều chắc chắn 100% rồi đó. Nhưng mà bỏ qua chuyện đó luôn đi. Quý vị thấy không, quý vị thấy cuộc sống ở bên Mỹ nó khổ không? À, ở bên Mỹ khổ không? Hừng sáng quý vị phải lo đi cài. Cái gì nè giờ ở Mỹ đó nghe khổ lắm, hừng sáng nó nghe phải xách gầu mên cơm đi làm tới trời tối mịt mới về. Không biết làm nghề gì mà từ hừng sáng mà làm chứ trời tối mịt luôn á. Nhưng mà bỏ qua luôn đi, em bỏ qua, em xí xó cái vấn đề đó luôn đó. À, ở bên Việt Nam hừng sáng người ta làm gì quý vị, cô chú anh chị, ở bên Việt Nam hừng sáng người ta làm gì hả? Ở bên Việt Nam hừng sáng người ta có đi làm không, hay là người ta ở nhà người ta ngủ hả? Quý vị thử, các cô chú anh chị nào mà ở bên Việt Nam á, quý vị hừng sáng mà cỡ 6 giờ sáng quý vị ra ngoài đường, quý vị quay phim giùm em à, không? Quý vị ra quán cà phê, quán ăn, quán nhậu, quán gì đó, ra chợ đầu mối hay gì đó, không, hết trong ra đường á. 6 giờ sáng bên Việt Nam ta có ra đường không quý vị? À, ủa ra đường chi vậy? Ra đường chi sớm thì sao ngủ tới 12 giờ trưa luôn á. Hết chuyện đó nghe. Mà cái này là mình đi công chuyện thôi đó, không? Nhưng mà bỏ qua cái vấn đề đó luôn đi. Cái vấn đề ở đây là quý vị thấy kiểu mà nói chuyện bá đạo của một số người bên Việt Nam không quý vị? Cái chuyện bá đạo thiệt, họ diễn tả giống như là ở Việt Nam đó nghe, là không cần phải đi làm hay sao á, hay là họ diễn tả giống như là ở Việt Nam coi như là thu nhập ngất ngưỡng hay gì á, nào là coi như là ở bên Mỹ đó nghe, ngày làm 8 tiếng cực như trâu như ngựa, ngày nào là gì nè, trời chưa sáng đã coi như xách gầu mên cơm đi làm, người nào là đi làm đó nghe, đóng thế ngập mà không có bữa cơm gia đình, không có cháo cá mà ăn. Ở Việt Nam có đi làm không quý vị? Ở Việt Nam có đi làm không? Các cô chú anh chị ở Việt Nam á, không, trả lời giùm em, quý vị có đi làm không? Đó, hay là quý vị ở nhà không tiền từ trên trời rơi xuống, hay là trong nhà có mấy anh tiền hả? Có đi làm không? Ở Việt Nam cũng có đi làm phải không? Buôn gánh bán bưng cũng đi làm, lao động tự do cũng đi làm, chạy gáp cũng đi làm, phải không? Làm công sở cũng đi làm công chức cũng đi làm, ok, đúng không? Tức là Việt Nam, nói chung là ở Việt Nam cũng có đi làm đó. Đi làm có đi làm từ sáng tới chiều không? Hả? Ngày có làm 8 tiếng không? Hay là ngày làm 2 tiếng? Hay là ngày làm nửa buổi? Hả?
nhiên là ngày làm 8 tiếng đúng không? Nếu mà tăng ca nữa là 12 tiếng. Phải không? Nhưng mà cái này quan trọng nè, cái này quan trọng nè. Quan trọng là thu nhập được bao nhiêu. À, quan trọng là thu nhập bao nhiêu. Phải không? Đừng có ai nói với em là coi như là trời tại sao mà lại đem thu nhập ở Mỹ so với Việt Nam chỉ chơi khập khểnh vậy. Phải không? Đó chính là một trong những điều mà làm những người như mình ngứa lỗ tai, quý vị, ngứa lỗ tai người ta mới nói. Phải không? Cái chuyện mà Mỹ nó giàu hơn Việt Nam là chuyện cả thế giới này đều biết rồi. Ôi, chuyện mà già Mỹ nó giàu hơn Việt Nam mấy chục lần cả thế giới này đều biết. Chuyện mà một thành phố lớn ở Mỹ nó giàu hơn cả nước Việt Nam là chuyện cả thế giới đều biết. Cái chuyện mà người Mỹ thu nhập cao hơn người Việt Nam gấp 2-30 lần là cả thế giới biết. Thấy không? Nhưng mà cái điều mà đáng nói ra đây là gì? Tới bây giờ quý vị, tới bây giờ năm 2024 này nè, vẫn có rất là nhiều thành phần ở bên Việt Nam quý vị thu nhập thì thấp, ra đường thì toàn đi xe máy thôi, mà mấy người đó làm sao mà có cửa mà mua xe hơi mà đi. Nhưng mà quý vị, những cái thành phần đó mở miệng ra là ở bên Mỹ khổ lắm, ở nước ngoài khổ lắm, coi như là người Việt Kiều không có tiền mua xe điện VinFast, hay là ở Mỹ mua đồ trả góp không, ở Mỹ đi xe cũ không, vâng vâng. Quý vị hãy tưởng tượng xem cái kiểu nói chuyện như vậy đó có đáng lên án hay không, cái kiểu nói chuyện như vậy đó có đáng chửi hay không hả? Hết chuyện nó nghe. Ở Việt Nam cũng đi làm đúng không? Đúng. Cái quan trọng là đi làm một tháng lương ở Việt Nam được bao nhiêu tiền, dĩ nhiên là vài triệu chứ mấy đúng không quý vị, 5-6 triệu, 60 triệu gì đó chứ mấy, cho 10 triệu luôn đó, không, 10 triệu đó, ok. Rồi người cái mức thu nhập mà từ 5-10 triệu ở Việt Nam nó bị mua được cái gì, mua được cái gì, không, dựa vào cái mức giá cả ở Việt Nam, một cái nhà ở Việt Nam thì coi như là vài tỷ đúng không, 3-4 tỷ gì đó đúng chứ. Thì quý vị nghĩ xem, mức lương, mức thu nhập mà coi như là từ 5-10 triệu hay thậm chí là 20 triệu luôn, phải bao lâu mới mua được cái nhà 4-5 tỷ quý vị? Bao lâu? Nghe không? Cả đời chứ. Cả đời cũng chưa mua được nữa. Nghe không? Rồi cái mức thu nhập ở Việt Nam mà vài triệu đó đó quý vị, có mua được chiếc xe hơi 1 tỷ không? Hả? Có mua được hay không? Dĩ nhiên là không. Nghe không? Tại vì quý vị nghĩ xem, thu nhập ở Việt Nam á 5-10 triệu đúng không? Rồi ở Việt Nam có trả chi phí không quý vị? Có trả tiền không? Hay là ở Việt Nam là coi như làm bao nhiêu dư bao nhiêu? Hả? À? Ở Việt Nam, ở bên Mỹ đó nghe có nhiều người họ nói vậy nè, mắc cười đúng quý vị. Ở bên Mỹ đó nha thì phải trả bills, trả tiền nhà, tiền ăn, tiền này tiền kia hết là không còn dư nữa. Rồi ở Việt Nam có dư không quý vị? Hả? Ở Việt Nam có dư không? Ví dụ mà em làm tháng vài triệu ở Việt Nam có dư không? Ở Việt Nam có trả tiền ăn không quý vị? Hay là ở Việt Nam là ra đường là coi như người ta phát thức ăn không à? Khỏi cần tốn tiền mua đồ ăn. Hả? Không? Về ở Việt Nam có trả tiền nhà không? Có trả tiền nhà hay không? Hay là tự nhiên là nhà người gì nè, ở Việt Nam ai cũng có nhà, ai cũng có nhà, sao ở nhà trọ chứ vậy? Đó, quý vị nghĩ xem, quý vị chạy hết đã từ Bắc vô Nam ở Việt Nam, quý vị có bao nhiêu khu nhà trọ, mấy chục triệu người đó đang ở nhà trọ đó là gì vậy quý vị, là gì vậy, mấy chục triệu người đang ở nhà trọ đó là gì vậy? Chắc chắn là họ không có nhà rồi đúng không, chắc chắn là họ không có nhà rồi, thì họ không có nhà họ mới ở nhà trọ đúng chứ. Ủa gì kỳ ấy, ở Việt Nam ai cũng có nhà mà, ủa Việt Nam ai cũng có nhà sao ở nhà trọ đúng không? Phải không? Rồi chưa kể nữa, rồi Việt Nam có trả tiền điện không quý vị? Có trả tiền nước không? Có trả tiền điện thoại không? Có trả tiền ga không? Có. À, ở thêm cái khoản tiền này mà bên Mỹ không có nha quý vị. Đó là gì? Đó là tiền học. Đó là tiền phụ cấp cho nhà trường. Đó là tiền đồng phục. Mấy cái khoản tiền đó là bên Mỹ không có. Ok. Bên Mỹ là coi như là miễn phí quý vị, miễn phí. Cái dĩ nhiên sẽ có một số thành phần nó nói vậy nè quý vị, ở Mỹ nó nghe đóng thế không à, đó là tiền đóng thế đó, miễn phí đâu mà miễn phí,
ai nói ở Mỹ đi học là miễn phí. À, mấy cái người mà nói chuyện cái đó đó quý vị hỏi họ xem họ đóng thuế được bên Mỹ một năm được mấy đồng, họ đóng thuế một năm được mấy đồng bạc ở bên nước Mỹ, hả? À, rồi họ biết, rồi trong khi đó tiền học bao nhiêu tiền quý vị, tiền học của một đứa học sinh ở bên Mỹ bao nhiêu tiền, mười mấy hai chục ngàn đô một năm, chưa kể là tiền xe bus đưa đón nữa. Trong khi đó một người đi làm đóng thuế cho nước Mỹ là đóng năm được mấy đồng thuế quý vị, năm được mấy đồng thuế. Đó, trời trời. Bởi vậy mấy người đó họ mới đánh đổi cả sự nghiệp ở Việt Nam để được qua Mỹ, đúng không? Hả? À, quý vị cũng biết rồi, nó có nhiều người quý vị ở Việt Nam làm giảng viên đàng hoàng, làm kỹ sư đàng hoàng nha, bỏ hết vậy đó, bỏ hết cả sự nghiệp qua Mỹ, thấy không? Xong rồi đó quý vị, nhưng mà lúc nào cũng mở miệng ra là trời, đừng nghe bên Mỹ làm cà như trâu như ngựa, bên Mỹ nó nghe là xu cao thế nặng, ở bên Mỹ nó nghe là không có thời gian làm ngập mặt. Ồ vậy về Việt Nam làm giảng viên, về Việt Nam làm luật sư, cứ về Việt Nam làm kỹ sư, đâu ai cấm cản gì đâu, đúng không? Làm giảng viên là tự nhiên có thời gian rồi, đúng không? Đâu, à, làm giảng viên đâu có thời, là có thời gian à, làm kỹ sư là có thời gian à, à. Qua anh Mỹ làm cùi bắp chi cho không có thời gian, đúng không? Qua anh Mỹ làm cùi bắp chi cho đóng thế. Ở Việt Nam làm giảng viên đồ không có đóng thế quý vị, làm luật sư đồ đó không có đóng thế. À, ok, làm bác sĩ đồ, làm kỹ sư đồ đó đâu có đóng thế. Đúng không? Đúng không? Vâng. Thì quý vị thấy cái kiểu mà nói chuyện của một số người không? À, họ so sánh cuộc sống của bên Việt Nam với bên Mỹ này. Thì cho tới khi mà bị bắt bài quý vị, bị bóc phốt lại đó, thì quay qua trời ủa sao sánh, sao sánh Mỹ với Việt Nam vậy thì khập khểnh quá, so sánh nước nhà nghèo với nước giàu thì khập khểnh quá. Ủa vậy biết vậy tốt không? Trời ơi trời, có nhiều người nói chuyện mắc cười lắm quý vị, mắc cười dữ lắm. Ngon. Ở Việt Nam á cũng đi làm, không? Cũng phải trả tiền bills này kia, không? Thu nhập á thì thấp, mà mở miệng ra là phải coi như phải chê bên Mỹ chơi vậy đó quý vị, chê bên Mỹ chơi, mà tưởng gì quý vị? Cái mức thu nhập của người bình thường ở Việt Nam quý vị, một người lương khá ở Việt Nam luôn, chứ đừng nói chi bình thường, có mua được nhà đâu, có mua được xe hơi đâu, có mua được hàng hiệu đâu, đó. Có được coi như là được đi châu Âu, được đi Nhật, đi Úc đều dễ dàng đâu. Đó. Tại vì đâu có thu nhập thì thấp, tài sản thì không có gì để chứng minh hết, thì làm sao mà xin visa được. Đó. Đó. Mà mở miệng ra quý vị, mở miệng ra là trời mấy gì kiểu khát nước. À, trước tiên đó là mình cho tuyên bố cho những ai mà đang có tư tưởng là Việt Kiều khát nước đó nha. À, là Việt Kiều cũng khát nước, nhưng mà chắc chắn là Việt Kiều không có khát nước bằng thèm khát ra nước ngoài rồi, đúng không? Chắc chắn là không có khát nước bằng cái việc mà thèm khát đi Mỹ rồi đó. À, Việt Kiều cũng khát nước, nhưng mà chắc chắn 100% là gì? Không khát nước bằng coi như là ao ước ra nước ngoài định cư rồi đó. À, cái đó là cái điều chắc chắn 100% rồi đó. À, ở đó mà khát nước quý vị nghĩ xem, quý vị có bị khát nước không? À, rồi quý vị trong nước coi như quý vị nghĩ xem, quý vị có khát nước không? Hả? À, quý vị có muốn ra nước ngoài không? À, dĩ nhiên là phải có chứ làm sao không có được. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Quan trọng là gì? Cái niềm ao ước đó, nó có bao giờ nó trở thành sự thật hay không? À, muốn qua Mỹ định cư, muốn qua châu Âu định cư, muốn qua Úc định cư, muốn ra nước ngoài định cư, cái niềm ao ước đó nó có bao giờ trở thành sự thật hay không? Đó, vậy thì theo cái định nghĩa đó, tức là như là khát nước rồi đó, đúng không? Đúng không? Thôi video nó dài quý vị ơi, trời cũng ta hết mưa luôn rồi. Thôi video dài, xin chào tạm biệt quý vị nha, bye bye.